Cô chú ơi, đến hẹn lại lên. Hôm nay các cô chú nhớ hình nào hồi tuần trước là Ngọc có nói là để Ngọc order lên mua bộ đồ không? Đó, mua cho bộ đồ mới rồi đó. Đồ gì là xuyên thấu rồi đó. Chà, bữa nay có cái chị này lớn dưới ta vô học nè. À, cho nay chơi dở dữ không? Trời lạnh. Khi đi học múa mà ngoài trời quá lạnh. Chứ nó mới ngủ dậy á, nên là nó lạnh á. Chứ còn hả, trong đó ấm lắm, trong đây có hít có được, có được không, có được nhìn trời, tự nhiên đi nhìn thấy người ta, trời ơi lạnh đó. Rồi giờ nhảy đi, hết lạnh nè. Lạnh. Xếp hàng nhảy lại đi lại. Thôi bà chay kìa, có bà làm gì, bà lạnh mà, bà đâu có lạnh dữ trời. Trời ơi trời, chịu đời không thấu với bà. Cái gì trời, cái gì trời đất ơi, bữa nay là vũ điệu lạnh giá trời. Đó, có được không. Mẹ ơi, bây giờ nó kêu mẹ ơi đó, nó kêu mẹ ơi đó. Không lẽ giờ tôi về tôi phải mua cái áo tay dài trời. Chắc bây giờ không lẽ giờ lên order cái áo tay dài nữa đây. Cho cái ba học múa mà sao tốn tiền trang phục dữ trời. Thiệt cái chứ, học có múa thôi mà tốn tiền trang phục dễ sợ luôn. Mấy cái đứa còn mấy chị kìa. Giờ đi sụp đồi. Nhìn ai ngoài đó không biết, nhìn cô giáo không nhìn. Nó kiếm ma mì á. Đi. Trời ơi, nói mẹ con đâu trời, có được không? Vũ điệu lạnh giá. Trời ơi trời. Được đời thật chứ. Mang hai đôi vớ ra, Ngọc cố tình Ngọc mang gì? Mang vớ đôi thì thôi, bình thường rồi. Vậy đứng ngay chỗ đó cho mẹ thấy, dễ thấy coi. Lâu rồi. Trời đất ơi. Đạo đức chết. Ê đứt à. Kêu nhỏ đứng lại, đứng đây đứng. Dữ nha. Mà camera này nằm nhiễm đỏ dữ trời. Trời ơi, đứng sát bên người ta chi không biết thiệt nha. Trời ơi, lại đứng kế bên người ta có được đời không? Đó, chung nữa là nó lâu lại, nó đứng gần ta nữa nè. Đứng gần cho ấm á, phải không? Đứng gần cho ấm á. Cái gì? Trời ơi, nó nói ma mì âm khô, mà mi là nó nói mẹ con lạnh. Thôi đi, lo đôi nhảy giùm tôi cái đi, đừng có lo lạnh giá nữa đi. Có lạnh đâu, nó xạo vậy đó. Ưng xạo nó vậy đó, chứ trong nó ấm lắm.
giống như khi mà đi bơi cũng vậy đó, mọi người thấy vậy đó chứ, mọi người ngồi mở cái kiến của hồ bơi ra một cái hẳn y như phòng xông hơi vậy đó. Rồi ở dưới cái nước của nó thì ấm dữ lắm, nên là mọi người cứ tưởng là sao mùa đông mà đi bơi, không phải. Cái nước của nó nóng mà y như là ở trong của nó vừa nóng giống như phòng xông hơi, mà ở dưới nước nó vừa ấm như là cái nước ấm nóng vậy đó. Rồi nay là vũ điệu là buồn ngủ với lại lạnh chứ còn không có học hành gì được, có được đời không? Được đời không? Trời ơi, nay cô giáo làm gì không làm theo luôn trời. Trời ơi, con tôi. Đó, phải vận động vậy mới hết lạnh chứ. Trời, mặt giận dữ không, nhảy mà làm y như là giận dữ rồi. Sát của anh ta nữa được không? Còn cô nói gì mà vui dữ à? Đó có được đời không? Ừ, đứng dậy đúng rồi, từ thấp tới cao rồi, đứng dậy đúng từ thấp tới cao luôn rồi. Kêu thích chọc người ta vậy đó. Ơi, con này lên muốn mình đi, bà đi học là bà cũng chọc dữ lắm, chứ không phải đơn giản như bà đâu. Kêu móc móc rồi này vậy đó. Cái màu của cái camera bữa nay nó sao đó. Giờ nhảy rồi đó, giờ bớt lạnh rồi đó. Làm người máy đó. Làm kangaroo đó. Ngu luôn nha, cà tân đó. Dữ chưa, quá dữ, hay lắm bồ ơi. Trời ơi, trời dữ chưa, dữ chất chất. Chuẩn bị tháng 6 này là tụi nó tập xong hết mấy cái bài này là tụi nó đi trường học, tụi nó biểu diễn luôn nha cô chủ nhà, chứ không phải đơn giản đâu nha. Tháng 6 này mùa hè là tới cái chỗ mà biểu diễn á, là lớp múa này biểu diễn lớp múa khác đó, là tụi nó đi biểu diễn đó chứ không phải đơn giản đâu. Giờ có một bài tập biết cho tới 6 tháng trời á. Cái bữa đó là diện đồ này kia, cái bộ đồ hồi kỳ rồi mặc đó, là diện cái đám diện hết bộ đồ đó là để đi múa đó. Quá hay trời. Kêu đứng lên đó. Ủa, còn cởi giới ra nè hả? Trời đất ơi, cởi giới ra rồi, nhờ ôm đi giới đánh tay vậy. Giờ là chơi cò chẹp đó. Không phải hả? À, để giới đó, giữ chưa? để chút coi có nhớ lấy đôi giới về không nè. Tại vì hả, thường nó là cái người dạy nhắc Ngọc đem theo kiến bơi, kiến đồ đó mọi người. Ngọc ưa quên em thiếu kiến bơi của nó khi bơi lắm mà Ngọc nói chay, con nhớ nhắc mẹ nha chay, cái Ngọc ra Ngọc mở cửa đi Ngọc quên luôn, cái nó nói mẹ ca gồ là kiến bơi.
Bà cô nói hả, mọi người nhìn vô kiến và nói xin chào kiến. Bà cô nói hả, chay, xếp hàng vô. Chay xếp hàng vô. Bà cô kêu nó xếp hàng vô, nó chạy xuống hàng dưới đứng. Được đời không? Đời không? Muốn lộn mới lộn mà. Cái lộn, cái lộn, cái lộn. Trời. Xa xì dễ sợ. Mét. Thời nãy nó chạy vô đó mét cô giáo. Trời ơi, nó nhiều chuyện đó. Con này nhiều chuyện tới đó thiệt. Không ai nhiều chuyện bằng. Hồi sáng cái Ngọc lấy đồ ăn cho Lucky Kỳ nó ăn. Cái Ngọc mở cái can đồ ăn của nó thì cái giống như là mở một cái nắp của một cái lon vậy đó. Cái xong Ngọc mở ra, cái Ngọc kéo ra một cái, nó xước vô cái tay Ngọc một cái. Cái Ngọc bị đứt ngón tay, Ngọc bị đứt tay như này nè. Nó chạy vô, nó vừa thấy cô giáo nó chạy vô, nó đưa cái bàn tay lên vậy nè. Cái cô giáo hỏi bị gì vậy? Cái nó nói mẹ lất cày ấy, là nó kể cô giáo là mẹ đi, mẹ bị đứt tay về lại do lất cày á. Nhiều chuyện dễ sợ rồi, mẹ lất cày. Không, mình Ngọc hiểu chứ cô giáo đâu có hiểu nói gì đâu. Cô giáo ơi mày bị đứt tay hả? Chịu không thấu với nó thiệt. Chụp. Lớp trưởng. Nè, đi trước tay nè, nó là đường không được. Nó đi trước nữa nè nha. Đó, đẩy người ta. Đừng có đụng người ta. Đụng người ta nó đẩy người ta nữa khổ. Would you rather be a mule? Thấy bạn thì khóc nó chạy lại.
to be a mule. Or would you like to swing on a string? Carry the wings, only the job. Trời có được không? Được rồi không? Can be better off than you are. Cô đó quay phim là có tâm nhất cùng quỳ luôn.